Có cái bác thợ điện cơ hay mang đồ điện tử đến cho mình sửa ấy, thì bác ấy chiều qua bác ấy mang cho mình cái bo này. Đây là cái bo điều hòa, bảo là điều hòa nhà người thân của bác đấy, với cái lỗi là không lên nguồn, nên là nhờ mình sửa. Thì không lên nguồn thì thôi, thì mình cũng sẽ sửa được, không lên nguồn mình rửa ra nguồn thôi chứ mình không test được. Nhưng có điều vấn đề này là mà mình lại bật máy quay, mình quay vô cho chúng ta tham khảo này. Chúng ta sẽ để ý nhé, con công suất là C4236 kìa. Đó, con C4236 nhá. Như vậy là mình cũng không rõ là cái bo này là của cái điều hòa hãng gì, nhưng mình thấy linh kiện rất là chất luôn. Tụ rồi cũng chất này, tụ như tụ Nhật này. Nhưng mà nó không biết là đời cổ hay đời lâu chưa mà nó lại vẫn sử dụng nguồn là sử dụng lại loại là chan to LPN. Các bạn ạ, chan to thường ấy, chứ không phải là móc phét nữa. Và nó chỉ là một cái mạch nguồn sung chạy theo kiểu dao động nghẹt. Tức là ý mình muốn nói ở đây ấy, nó là hiện nay tôi biết thế hiện nay là những cái con công suất này thì đa số nó sử dụng móc phét để cho cái hiệu suất nó cao, nó sinh nhiệt ít. Với những dòng nó chạy con LPN loại chan to thông thường này BJT ấy, thì là nó sẽ sinh nhiệt rất nhiều. Mọi người ạ, nó sinh nhiệt rất nhiều, chúng ta sẽ thấy này. Tản nhiệt của nó nằm trên một miếng đồng nhá, chúng ta sẽ thấy là tản nhiệt đồng chứ không phải tản nhiệt nhôm. Đồng nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn mà. Tốt hơn nhôm mà mọi người. Tản nhiệt đồng, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái khu này này, nó ám đen luôn. Những cái chỗ này chúng ta sẽ thấy mên nó rất là sáng đẹp, nhưng cái chỗ này nó sinh nhiệt nhiều, nó ám đen luôn, chỗ này cũng đang sinh nhiệt nhiều này. Như vậy là không rõ bạn nào mà làm điện lạnh mà theo dõi kênh này mà có thể nhìn được cái bo này, biết được cái thương hiệu của cái điều hòa này là gì thì có thể bình luận cho mình cũng như mọi người tham khảo nhé. Ngày nay là mình vẫn gặp là nó sử dụng công nghệ là chan to công suất BJT. Thời ngày xưa thì dùng nhiều thôi, còn bây giờ ấy, thì nó sử dụng xò trường rất là nhiều rồi. Thì xò trường có thể là xò cha móc phét hoặc là có thể là IC, nhưng mà tích hợp móc phét bên trong, khối dao động và móc phét bên trong thì nó sẽ không sinh nhiệt nhiều như con này. Con này tôi thấy nó sinh nhiệt nhiều lắm. Và mình thấy nó đang bị lỗ hết cái khối như này này. Lỗ đen cái chỗ này luôn. Chỗ này đang bị lỗ này. Bác cũng đã rửa sạch cạo sạch cái dạng, mình thấy đen xì phía dưới này luôn. Mọi người nhá. Và đặc biệt nhá, mình cố tình quay bởi vì trước có một cái bác ở Hải Dương, bác gửi sửa một số thứ cho mình ấy, gửi mình sửa một số thứ ấy, thì trong cái túi đồ bác ấy tặng mình rất nhiều cái túi lưỡi dao dao rạch giấy này, mình dùng thì mình dùng nhiều lắm cái lưỡi này này để cạo mạch các thứ ấy. Và trong đó nó có rất nhiều linh kiện và trong đấy nó có vài con này luôn. Chúng ta sẽ để ý này, vẫn là con đấy nhá. Không ra bác ấy mua ở đâu hay là lấy đâu ra đấy, cũng C4236, C4236 này. Đó, giống hệt con trong này luôn. Giống y hệt luôn. Các bạn ạ. Thế buồn cười. Và con sò này như là sò mua thanh lý ở các công ty sản xuất hay sao ấy, chẳng nhẽ là cái này ở Việt Nam sản xuất à? Mình cũng không rõ nó là cái điều hòa gì mà mọi người. Thì tại sao mình họ gọi nó là mạch nguồn xung chạy kiểu dao động nghẹt thì chúng ta sẽ hiểu ấy. Là những cái thiết kế cổ ngày xưa ấy, hoặc là vẫn là nhà sản xuất họ vẫn ăn theo cái chuẩn ngày xưa, nó vẫn bền, là nó những cái phần dao động này, này nó nằm bên ngoài là linh kiện rời luôn các bạn ạ. Sửa rất là phức tạp nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta sửa nó chỉ hỏng con diốt hỏng này thì rất là dễ. Nhưng mà hiện nay thì nó hay tích hợp những cái này nó vẫn trong IC luôn, và khối dao động nằm trong IC luôn, nó chỉ có một vài con linh kiện bên ngoài thôi. Thì với cách nhìn nhận của mình nhé, đây nó có cầu chì chưa cháy. Thì mình nhìn cái cầu chì đấy thì nó từ đây này, nó chạy sang đây. Đó, nó đi qua đây là cái cọn lọc nhá. Mình biết nghĩ đấy là cái điều hòa này là cái điều hòa có thương hiệu nổi tiếng. Chúng ta sẽ nhìn này, tụ chống sét, tụ bảo vệ cực kỳ khủng hoảng luôn, cực nhiều luôn. Chỉ có điều chúng ta sẽ thấy có ba con dưa le, 1 2 3 này. Thì con dưa le to này chắc là đóng nguồn cho lốc. Lốc lốc này đấy, đấy của cục nóng ấy. Có nguồn cho lốc cục nóng. Còn hai con dưa le nhỏ này thì mình đoán là cho quạt dàn lạnh hoặc cái gì đấy thì mình cũng không rõ bởi mình không chuyên mà. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nhá, đây này. GAC đi đây tới cái này nhá thì tiếp được GAC nữa này, cũng là đi theo, như vậy là mình sẽ biết được ấy. Dây màu lâu là dây AC vào, và dây màu xanh này hoặc dây màu đen này là dây AC vào, nhưng khả năng là đây là hai dây AC vào bởi vì họ dây xếp kiểu như này. Còn đây là các ngõ ra nhá, nó có ngõ ra com chung này. Thì tóm lại đây GAC nó đi qua hết những cái tụ lọc các thứ, hệ thống chống sét các thứ ấy. Quận lọc đầu tiên này, quận L tiếp theo này, quận L tiếp này. Tới đây bắt đầu là nó sẽ tới cầu chính lưu này này.
các bạn nhá, cầu chính niêu thì là như ngày xưa ấy, thì là nó sẽ sử dụng con LTC giảm dòng nạp ấy, nhưng mà đồ cổ ngày xưa nó sẽ không dùng LTC mà nó dùng điện trở công suất, chúng ta sẽ thấy là 5,1 ohm này. Thì con điện trở này khi nó hoạt động ấy, thì là nó lúc nào nó sinh nhiệt nóng mọi người nhá, để nó có cái lội trở là 5,1 ohm. Nhưng với cái con LTC ấy, thì là LTC là khi chúng ta mới cấp điện ấy, thì nó lạp tụ này thì là nó là lội trở của nó là tầm 5 đến 10 ohm tùy thuộc vào. Nhưng khi nó nóng ấm lên ấy, thì lội trở nó về bằng không, như vậy là nó là một nhiều dây dẫn thì nó sẽ là ứng dụng khác. Nhưng cái đời này mình thấy rất là cổ nhá, tải thế như vậy. Sau đó nó đến hai dây ngõ AC này, sau đó chỉ như gia đình dương đây và âm đây. Dương đây mình chả hiểu tại sao mà nó chả làm cái mạch in thẳng lên đây luôn, mà lại là cái dây gì được tụ lọc này. Dương tụ lọc này, âm tụ lọc này. Tụ lọc rất là chất chất nha, như là tụ của Lichicon ấy. 450V 100mi. Mọi người ạ. Thì đấy, từ năng lượng AC vào đã thành DC nhá, để cho cái bộ nguồn xung này. Thì nguồn dương đi qua cái dây gì tới đầu của một quận làm việc trong IC này. Thì nó sẽ ra là cột chân này. Thì tại sao mình biết được chân này mà không phải chân này? Bởi vì nó ra chân này nó tới chân C của con tran đa công suất. Và khi mà có xung kích tại chân B, đây là B, C, E nhé, thì nó sẽ đóng từ đây để về mát các bạn ạ. Thì nó cứ đóng là nó cứ dẫn ngắt thì cái quận này nó sẽ sinh ra từ trường trên lõi ferrit của cái biến áp xung này, với cái tần số nó phụ thuộc vào chỉ số linh kiện để nó tần số ra hoạt động ấy. Thì nó sẽ có một cái quận này thì chân này là chân nối mát toàn mạch, thì xung ở đây này nó sẽ đưa về, nó sẽ đi qua diode các thứ để nó phản hồi về cái con tran to, chắc là con tran to này các bạn ạ, để tạo ra một cái chuỗi xung chắc là xung răng cưa hoặc xung gì đấy ấy, để kích vào cực B con này để nó cứ dẫn mở ấy mọi người ạ. Nó vào những rất nhiều linh kiện nhỏ này và tất nhiên là nó sẽ bên thứ cấp nó sẽ có quận đây và đây này, thì đây là mát toàn mạch rồi, đi qua dây gì, tại sao mình biết đi qua dây gì về con âm cực âm môn tụ này 50V 1000mi này. Thì xung dương đây này được chỉnh lưu qua con diode kép này các bạn nhé. Thì ra hình dương đây, âm đây được lọc, và tất nhiên là nó sẽ có mạch FB. Mạch FB nó sẽ sử dụng tran to thôi chứ không phải là TL431 các bạn, diode DZ tran to để nó sẽ tạo cái dòng chảy 1,2 của con PC817 này. Thì tương đương nó tạo dòng chảy 4,3 thì nó sẽ thay đổi cái xung kích cho cực B của con tran to công suất này, để nó sẽ thay đổi cái từ trường trên lõi ferrit này để nó luôn duy trì nguồn ra là như cái thiết kế. Như mình đoán con này ra thiết kế nguồn ra nó là 12V, bởi vì dơ le nó là 12V mà, các dơ le này thì cái 12V nó ra nó lại như này cơ. Ra đây được chỉnh, nó lại đi qua quận L chặn nhá, quận L chặn này. Tới đây thì nó có một cái tụ chống sét về dây tiếp địa này. Nó đi qua một cái rắc này, như mình thấy có người đã hàn đó, khả năng con này đã có từng có thợ sửa cái rắc này. Các rắc là liên quan đến cầu chì hay cái gì đấy thì mình không rõ. Thì nó sẽ đi lên cái chân này, và cái chân này sẽ cắm lên chắc là bo điều khiển các bạn ạ. Bo điều khiển nó đưa lệnh ra thì nó sẽ đưa lệnh ra đây là một quận hút của dơ le, đây là quận hút dơ le này các bạn ạ. Như vậy là nó sẽ đi ra chân này, đi lên đây nhưng đi ra chân này, đi qua dây gì này, đi tới điểm chờ đầu một đầu quận hút, sau đó là được lệnh đóng các bạn ạ của ba con dơ le. Lốc thì công suất lớn nhất thì dơ le nó to nhất mà mọi người nhé. Đó, cái mạch này bạn nào mà biết nó sử dụng cái trên cái điều hòa gì và sản xuất năm bao nhiêu có thể bình luận cho mình cũng như mọi người tham khảo nhé. Mình lâu lắm rồi mình gặp mạch nguồn xung mà nó chạy xó BJT tran to thường. Con này nó sinh nhiệt nhiều nên do đó mà bây giờ là các hãng không sử dụng nữa, với công nghệ xò trường ra đời, móc phép ra đời thì đã rất là dùng ít thôi. Thôi mình thử sửa cho người ta nhá. Cái video này thì mình chỉ nói giới thiệu cho mọi người lần đầu tiên, lâu lắm rồi, chứ không phải lần đầu tiên lâu lắm rồi mình gặp kiểu nguồn xung nó sử dụng xò BJT thôi, tran to LPN này các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành sửa thì cứ nhìn sửa thôi. Bây giờ nó lổ chỗ này để tháo ra để đo đạc xem con nào chết để thay thôi. Mình có đo thử thì thấy con tran to không chết các bạn ạ. Mình đo từ C sang E này, không chập, đó, nó không chết mọi người nhá. Còn con này thì đây con mới của mình này. Con này con mới vì chân sử dụng mà. Thôi làm thử nhá. Con này nhá mọi người nhá, nó đen xí thế này. Mình cảm giác như là nó chạy lâu năm nó nóng quá, nó ám lên.
con áo này nó tiếp xúc không tốt, nó nóng đỏ lên, nó nóng lên đấy các bạn ạ, và nó bị dò của một con diốt từ dây AC này đi sang cái cực dương này, nó bị dò đo dò rồi mọi người ạ. Đây, nó chết theo kiểu buồn cười kinh. Nó không chết đo thông mạch không sao, nhưng đo để thăng đo 10K mình thấy có độ dò. Và con điện trở 51 ohm này thì cũng cháy rồi. Con điện trở 51 ohm này này cũng chả thông gì nữa cả. Như vậy là nó đứt trở 51 ohm nên do đó mà khả năng là nên dẫn tới là cái cầu chì nó không cháy các bạn ạ. 51 ohm đứt rồi. Như vậy thì mất nguồn là đúng nhá mọi người nhá. Kiểm tra qua một số cái không có gì nữa cả. Thay hai con này là khả năng sẽ táng là ok đấy. Cầu diốt của nó là 3600V, mình chả có, mình tương cho cái con này. Tháo ho với từ thôi. Con nhỏ nhỏ này như là 10A hay 15A ấy, 800V. Còn trong này cái bo nguồn này mình nhìn thấy có con 51 5,1 nhá, chứ không phải là 51 các bạn ạ, 5.1. Đấy, trong này nó có hai con. Trong cái bo xác này này. Đây là cái bo của cái bo 24V. Bo nguồn 24V chả biết mấy A ấy, của một trên một cái máy máy đúc nhôm Toshiba các bạn ạ, máy đúc nhôm nó hỏng nặng quá thì giá bỏ các bạn ạ. Đây này các bạn này, nó sẽ rất là giống nhá cho mọi người tham khảo này. 5W 5.1 ohm đó, chữ K kia là sai số, thì con này là cũng 5W 5.1 ohm, sai số là Z các bạn nhá. Đó, đo xem nó có sống không thì nó lại chết như con kia thì buồn cười. Bò xác mà. Ôi chết thật các bạn ạ, chán chưa. Để xem con kia thế nào. Thì cái bò này nó bò chết mà. Bò này bò bị nổ nặng lắm. Hai con giống nhau, chết cả hai à. Đồng hồ này, đồng hồ vẫn thông mà các bạn. Ôi chết lốt, chán chưa. Thôi này phải kiếm cái khác rồi. Hai con đều chết các bạn ạ, phí quá. Ở đâu? Hay là 5.1. 5.1 kilo ohm không? Xem nào. Đo nó vẫn lên mà. Hay là 51 ohm đo không được. Ôi giờ nó lên 25 kilo ohm các bạn ạ. Sao lại tăng như thế nhỉ? Các bạn thấy nó chết ác không? Con này thì không lên gì. Thôi kiếm con khác, hai con đều chết. 5.1 ohm lại nhưng nó chết rồi các bạn ạ. Mình tìm được con 4.7 ohm mình thay, cũng 5W các bạn ạ. Thực ra những cái bo máy công nghiệp này mình nhiều lắm nên mình điện trở công suất này mình đầy, nhưng con này mình tháo vào cái màn monitor. Nhưng mà nguồn giá cao quá các bạn ạ. Mình mới đầu mình cứ tưởng là do cái do nó không có tải gì cơ nên mình đang lắp cái bóng 220 làm tải. Nhưng mà nó vẫn nguồn ra rất là cao luôn. Hay là do con này nó thiết kế như vậy các bạn ạ. Đây là mình ghim điện này. Thì nó sẽ chỉnh lưu ra thành dương và âm ở đây nhá. Ra là 300V này. Đây là một nguồn cách ni mà. Đó, ra là khoảng 300V nhá. Sau đó này chúng ta sẽ thấy này, cái bóng này đang hơi hồng hồng nhá. Cái bóng này đang hơi hồng hồng này là nó đang ăn tải của tải đầu ra ấy. Thì đây này, tải đầu ra là lọc trên con tụ này này. Nó ra tận 34V, ghê thật đấy. 34-35V luôn các bạn ạ. Nên mình cũng có khả năng mình cũng phán đoán là con này nó ra thế bởi vì con này nó bị nóng. Nóng các là hở chân con cái cầu diốt này này. Do đó nó bị nóng lên và dẫn tới nó chết giò cả cái một con diốt bên trong cầu chỉ nghiêu, thì có khả năng nó sẽ cháy con điện trở 51 ohm này, 5.1 ohm này, thì nó cắt nguồn và cầu chì thì không cháy, cầu chì không rõ là mấy A, mình không để ý. Nên mình nghĩ là phần hồi tiếp cái thứ nó vẫn ok. Bởi vì nên do đó mà cái nguồn 34V ra khả năng là vẫn đúng nhá, bởi vì là con tụ này này nó chịu tận 50V cơ. Mọi người này. Con tụ này này. Thế nên đôi khi sửa chữa đấy mà mình có mỗi cái bo mạch thôi ấy, mà nó chẳng ghi cái thông số trên này nên mình chả biết gì. Chả biết được. Thôi cứ kệ thôi, biết là hỏng vùng này thì mình cứ làm thế thôi, giả bác ấy xem thế nào. Còn video kết thúc nhá. Chào các bạn.